Sáng ngày 26 em xin phép chào tất cả anh chị em cũng quân lính Mỹ đã qua sử dụng. Hôm nay hàng về thì em lên lô 6 thứ hộp nha. Anh em khi nào mà mua cảm thấy đủ thì ta ngưng. Nhưng mà có đâu mà đủ. Được có mấy trăm cái này thì mình tranh thủ chốt thôi nha anh em. Ai chưa chốt được thì tranh thủ chốt nha. Con màu nâu của hãng Chusabek này, hàng của Mỹ. Con này là bụng 82, kịch hết cỡ là 84, chất vải caro, dài quần 102 ạ. 102. Con này thì nghe cái mép túi này, nói chung là con này mới lắm thì cũng không mới lắm, nhưng mà 93-95% thì được. 93-95% thì được. Đấy. Do cái nhà em nó cũng dính bụi hơn một chút nữa, làm cho cái quần nó đẹp đẹp đều nhá. Đầu like thì ai thích chốt giùm em con này giá 700 mã 42. 700 mã 42. Tiếp con màu xanh đen anh em. Cái tem và cái thương hiệu của nó thì em cho anh em xem ha. Quần 6 thứ hộp chất vải caro, bụng là 100 và căng hết cỡ 104. 100 và căng hết cỡ 104, dài quần 108. Xanh lè. Đẹp. Này bùi đất nha, bùi đất nhà em nha. Bao nhật ra 500.000 mã 46. Tất cả là đều đẹp hết. Con nào, nói chung là tiền nào của đó, con nào nó không được đẹp thì em sẽ bán rẻ. Đây. Hàng thương hiệu định VIP đàng hoàng nha. Con này mới keng chất vải caro 6 túi hộp. Con này bụng 110, to và mới, đẹp. Dài quần 110 luôn. Chốt giùm em con này 700.000 mã 45. Mới keng. Con này mới keng. Con này của hãng Chusabek luôn này. Chất vải caro, nút của nó bằng kim loại, không phải nút nhựa đâu nha. Con này rất là VIP đỉnh luôn. Mới. Bụng của nó là 80, căng hết cỡ là được 82 ạ. Dài quần là 94. Con này mới mà nó bị dính cái gì một chút, dơ nhẹ nhẹ xíu xíu đây thôi này. Cái ống quần này thì nó kiểu nó lên lai à. Ống quần này nó cắt mất khúc rồi. Nó cắt mất khúc cho nên nó lên lai một chút nhẹ nhẹ. Và quần này bóp luôn rồi này. Bóp sửa luôn quần này. Nó bóp có chút ép chứ mày. Nó bóp nhiều chứ. Đây nó bóp vào đây này. Nói chung chỗ đó thì mình mở ra được. Nhưng mà tiếc cái là quần này bị dính dơ này. Dính sơn này. Hai chấm sơn anh em nhìn thấy không? Sơn nhỏ xíu xíu thôi này. Nhưng mà lai nó lên lai mất rồi nha. Đây nó bị dính một chút dơ, hồi nãy em review đầu tiên rồi đó. Quần này đang mới lắm. Dính một chút dơ nữa bán rẻ. Con này 550 mã 44. Nó mà không là bán 700-800 nghìn nha. Tiếp con này là cái tem này. Màu xanh đen chất vải caro, đẹp. Cái bụng của nó là 78 và căng hết cỡ là 86. Từ 78 đến 86 là anh em vừa hết ha. Dài quần là 94. Đẹp nha bà con. Túi của nó là túi chéo luôn nha. Túi chéo luôn nha. Chốt cho em 600.000 mã 43. 600.000 mã 43. Anh em cho phép em chút nha. Vì một mình chốt cho anh mã 15 đó em. Cảm ơn anh Ruby Hải nha. anh em biết sao em một mình một bóng cho nên là vừa like vừa chốt hàng. 15. Không có người cũng mệt anh em này. Ông xã em với bữa nay lại bị hôm qua giờ thực ra là em trực anh em nhưng mà em vẫn ở trên bệnh viện á. Chồng em bị ruột thừa nhưng không sao. Cảm ơn vì đấy là một căn bệnh nhưng mà cũng qua anh em ha.
Em vẫn vui vẻ, vẫn đơn lên hàng như em. Bụng 90 căng hết cỡ là 96. Anh em biết không, hôm qua nguyên một đêm em vẫn trực điện thoại anh em. Dài quần 114, nhưng mà cả đêm thức nguyên đêm đưa chồng đi cấp cứu, xong lên mổ, xong chiều. Nhưng mà em quay video sẵn rồi á. Chiều cái là em nhờ em ruột của chồng em trực em về. Về cái 7 giờ đêm về tới nhà quay video lên luôn, là có video cho anh em đều đều. Anh em đâu có biết là em nghỉ đâu, đúng không? Em bận nhưng mà em không, anh em không biết em bận đâu. Có nhiều anh em gọi em nghe em mệt, em nói nhỏ nhỏ bảo là em đang ngủ mới đau chứ phải đâu, là thức cho mắt sưng luôn ấy. Tâm sự một chút vậy thôi nha. Rồi quần đều màu đẹp và nó bị dơ một chút nha anh em. Chốt giùm em con này 500 mã 42. Bây giờ đang hot ở đây chứ. Chồng em đang nằm trên bệnh viện á. Con này của hãng Chusubek nha. Con này màu xanh này, đẹp. 6 thứ hộp, bụng của nó là 92, căng hết cỡ là được 94. 94 là cũng kịch lắm rồi đó. Dài quần 102. Bây giờ mà nói tại vì nhà em còn con còn nhỏ, quần này xanh đẹp quá, quá đẹp, mà size này hiếm lắm nha, cực kỳ hiếm luôn. Con này em bán 900.000 mã 41, 900.000 mã 41. Ai chốt được thì chốt nha, chứ quần này em nói thiệt em bán 1,5 triệu đâu. Lô này anh em tranh thủ chốt chứ không phải là khi nào em cũng bán như vậy đâu à. Cái này nói chung là lấy đắt bán đắt, lấy rẻ bán rẻ. Khi nào lấy được rẻ ta lại mua rẻ, lấy được đắt ta mua đắt nha anh em. Rồi em cũng muốn cho anh em mua đồ rẻ chứ em không muốn anh em mua đồ đắt đâu. Con này cũng hàng liên doanh bán nước này, nó không có. Con này bụng 94 căng hết cỡ là 98, chất vải caro. Dài quần 108. Quần này form còn mới luôn mà đẹp nhá. Form của quần bắn tỉa nhưng mà đáy dài, nhưng không phải đáy ôm như cái quần mấy quần kia đâu. 96%, 650 mã 55. Bây giờ mà nghỉ bán là đói, không có gì mà lo. Mã số 9 đi. Rồi, ok, tiếp tục con này nhé. Con này thì đấy, hàng thương hiệu nha, chất vải caro. Bụng 72, căng hết cỡ là 82. 82, dài quần 100. Con này form đẹp này. Mới và đẹp nha. 600.000 mã 54. 600.000 mã 54. Nói chứ một mình vất vả lắm, em mà có đông con thì đỡ hay. Em như em đáng lẽ giờ có con được nhờ nó thay mình là ngày ở nhà nuôi con cũng phải là mình lo. Rồi giờ chồng đau cũng phải nhờ người mình trực, nhưng mà mổ xong rồi là ổn rồi là mình nhờ được. Rồi con này là chất vải caro ok nha nhé, đẹp nha. Con này là bụng 100 và căng hết cỡ 102. Quần này ống to. Cái ống quần này là ống quần là 26 bự lắm, chứ phải cái rô mềm. Dài quần 116. Con này to lắm á. Nhưng mà bệnh là rất là sướng. Ai mà to cao bệnh con này rất là đã luôn này. Chốt cho em 490.000. Mã 53. 490.000 mã 53. Con này vàng cát nữa này. Con này màu kem chứ, màu kem của hãng Chusubek nha. Con này quần vít đó, quần cái quần này là quần có cái co giãn ở bên hông này nè. Tức là bụng 98 và căng hết cỡ là được 100 ạ. 98 căng hết cỡ là 100, dài quần 112. Quần này mới và đẹp luôn, mới và đẹp luôn nha nhé. Chốt giùm em là 700.000 mã 48. 700.000 mã 48. Wow, có con này đẹp quá trời mà tiếc ơi là tiếc này. Nó bị dính cái gì á. Đẹp quá. Quần hơi bị vip đỉnh luôn của hãng Bopper. Có
đẹp quá mà giờ mới phát hiện ra nó bị dơ một chút này. Bụng của nó là 78 và căng hết cỡ là 86. Size cũng đẹp, quần cũng đẹp. Dài quần 106 em lên tới mấy trăm anh em biết không? Lên giá 800 nghìn đây. Nhưng mà nó bị dơ mới phát hiện ra nó bị dơ một chút ở đây nè. Giờ phải bán rẻ rồi, quần mới lắm thôi. Quần đẹp quá trời. Tiếp ơi là tiếp. Phải nói con này là màu cứt ngựa. Đẹp đỉnh đồ luôn. Bây giờ phải bán rẻ lại mới cho anh em con này nhé. 650. 650 mà 49. Con này em bán từ 800 ngàn. Tiếp cái quần này là 6 thứ hộp. Con này form gọn và đẹp. Form rất là đẹp này. Form gọn nha. Ai thích form gọn bẩn quần này lên thì khỏi phải chê luôn. Cái bụng là 74. Chất vải caro dày. Dài quần là 94. Quần này hơi bị đẹp luôn nha. Cái phần trăm con này thì không được mới. Cái đầu gối bạc cái này. Anh em nhìn kỹ giùm em nhé. Cái đầu gối là bạc nhẹ rồi đó. Mà cái mông là hai file này nó nối. Đẹp chưa? Bán 450 mã 52. Con này không mà vừa mới cao là em bán 800 nghìn đó. Tiếp con màu đen to. To và rẻ. Của hãng Pupper. Mark in Haiti. Con này là bụng 102, căng hết cỡ 112, lẻ 2 và 12 nha. Dài quần 106, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. 450 mã 51. 450 mã 51. Tiếp một cái cuối cùng nữa là hết line này anh em ạ. Em mà còn choáng nữa đây chứ. Con này của hãng này, cái này nữa. Rồi cái bụng của nó là 100 và căng hết cỡ 108. Trăm căng hết cỡ 108, dài 104, chất vải caro dày. Dày nha anh em. Quần này thì khỏi phải chê, đen tuyền. Có cái là nhà nó bụi bực. Quần này mà dính đen một phát dính dơ cái nhìn thấy rõ luôn. 96 đến 98%, 450 mã 50 ạ. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Hẹn gặp lại anh em tiếp tục qua trưa nay 11 giờ em lại tiếp tục lên đồ. Em cảm ơn và chúc mọi người một ngày mới an lành.